Tình cũ của chị Lộ Tư gặp biến lớn, nơi này hết đường so với Trần Chiết Viễn. Một mỹ nam bất ngờ lộ quá khứ bất hảo trước khi yêu Triệu Lộ Tư. Mới đây vào ngày 13 tháng 9, một bức ảnh cũ được cho là của Đinh Vũ Hề với hành động giơ ngón tay giữa thiếu lịch sự đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Weibo. Đa số bình luận cho rằng người trong ảnh chỉ có nét tương đồng với Đinh Vũ Hề, chứ không phải nam diễn viên. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Ngay sau khi tin tức này được lan truyền, cộng đồng mạng tỏ ra rất tức giận với hành động thô lỗ và thiếu lịch sự của Đinh Vũ Hề trong quá khứ. Một bộ phận khán giả bênh vực Đinh Vũ Hề cho rằng đây là hành động phổ biến của người trẻ, và lại khi còn nhỏ thì ai cũng từng có khoảng thời gian hiếu động và bất ổn. Đứng trước tin đồn có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, Đinh Vũ Hề hiện vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên lùm xùm đã khiến hình ảnh của nam diễn viên trở nên xấu xí trong mắt khán giả. Được biết Đinh Vũ Hề từng hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong dự án phim cổ trang ra mắt mùa hè 2020 mang tên Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Bộ phim đã gặt hái được vô số thành công vượt ngoài dự đoán ngay sau khi ra mắt. Cũng nhờ vậy danh tiếng của Triệu Lộ Tư sau bộ phim càng trở nên phổ biến. Về phần Đinh Vũ Hề, nam diễn viên vụt sáng chỉ sau một đêm, trở thành gương mặt triển vọng gây chú ý vào thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên sau thành công của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, nếu như Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp thì Đinh Vũ Hề lại nghe một xuống dốc. Khi đặt lên bạn diễn mới nổi của Triệu Lộ Tư Trần Chiết Viễn, anh chàng thậm chí còn bị lu mờ bởi không có tác phẩm nào nổi bật trong mắt khán giả, dù được đánh giá cao hơn về danh tiếng.